Chào các bạn, hiện tại là mình đang ở khu cách ly ở Vĩnh Phúc. Đây là một cái doanh trại quân đội và mình đã ở đây vài ngày rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái quang cảnh cũng như cái phòng ốc ở đây như thế nào. Mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng. Đó, thì mọi thứ là bắt đầu từ chỗ này. Chỗ này là sau khi mà tụi mình được khai báo tên, được xịt khử trùng này nọ thì bắt đầu từ đây. Đầu tiên đây là cái nơi mà buổi chiều mấy anh em thường hay chơi bóng chuyền. Thì các bạn thấy có những cái dây căng này là để ngăn cách cái khu cách ly với cái khu cơ quan ở bên ngoài. Thì đây là cái khu cơ quan của cái doanh trại quân đội ở đây. Và họ ngăn cách ra để không cho những công dân đang cách ly ở đây ra ngoài. Họ chỉ có thể ở trong cái lằn ranh chỗ này. Qua khỏi cái sân bóng chuyền là cái khu nhà ở. Ở đây thì có 3 cái dãy nhà. Đầu tiên là dãy nhà S04. Là chỗ này là chỗ mình đang ở. Mình ở trên lầu 2. Và ở đây là dãy nhà S03. Chỗ này là của bạn Sungbach 93 mà vừa comment vào bài viết trước của mình. Tổng kết từ ngày mới vào đây thì các anh chị ở đây cũng share cho em khá là nhiều đồ ăn. Nên là cảm thấy là ở đây cũng như là nhà. Ở đây là khu tập kết những cái rác thải, những cái hộp cơm. Khi các bạn ăn xong là đem ra đây để cho nhân viên họ đem đi xử lý. Mình bắt đầu đi vào cái đường chính. Đây là cái đường nằm giữa 3 cái dãy nhà. Thì bây giờ là đang buổi trưa nên là mọi người mới vừa ăn cơm xong, người thì đi ngủ, người thì ra ngoài ngồi tản bộ. Ở đây thấy mấy bộ đội cũng khá là tốt, cũng nhiệt tình của mọi người. Thì mặc dù ở đây là tuy là doanh trại bộ đội thì đương nhiên là cơ sở vật chất nó không hoàn hảo rồi, nhưng mà mọi người cùng cố gắng vượt qua cái giai đoạn này ha. Toàn bộ khu này theo mình biết thì khoảng hơn 200 người. Trong đó thì có chuyến bay của mình là chuyến bay từ Đài Loan về, là mới về ngày 24 tháng 3. Còn cái dãy nhà đối diện này là họ đã vào đây trước. Thì cuộc sống ở đây mình cảm thấy rất là ok. Mọi thứ được cung cấp đầy đủ, tất cả các đồ dùng cá sinh hoạt cá nhân và đồ ăn ngày 3 bữa cũng rất là phù hợp với khẩu vị của mình. Và được các nhân viên y tế đây chăm sóc mỗi ngày như là đo nhiệt độ và hỏi thăm sức khỏe. Chỗ này là chỗ mà mỗi khi tới giờ ăn là họ sẽ để sẵn cơm ở đây. Và từng phòng sẽ cử một người xuống đây lấy và họ phát sẵn những cái bọc để mà đựng rác luôn. Và đây là cái khu mà các anh bộ đội nấu cơm cho toàn bộ những người ở đây. Cơm là cơm nấu nha các bạn, chứ không phải mua. Thì mỗi một tòa nhà có một cái chỗ để cơm như thế này. Ở bên góc bên kia là chỗ để cơm của tòa nhà 04. Ở đây là chỗ để cơm tòa nhà số 3 và số 7. Ở đây là cái vườn trồng rau, trồng đu đủ của doanh trại này. Rồi cho các bạn đi ra đây luôn. Mình cũng mới ra đây lần đầu, thì từ bữa giờ mình chưa ra đây. Thì đây có thể là cái khu họ nuôi gà, rồi họ trồng những cái cây đu đủ, những cái rau này nọ ở đây. Đây là nhà S11, chỗ các anh nấu cơm. Cách mọi người, người ta phải chăm sóc cho mình hàng ngày một bữa ăn bao nhiêu. Nếu mình ở địa vị người ta thì cái đó là có một công việc khó khăn. Nên thay vì mình chê người ta hay mình phê phán người ta, mình nên cũng nên có một cái sự hợp tác. Đối diện ở bên kia là cái căng tin. Cái căng tin này nó có một điều rất là đặc biệt, thêm một chút mình sẽ cho các bạn thấy nha. Nói chung thì không khí sống ở đây thì cũng vui vẻ, thoáng mát, sạch sẽ. Mọi người thì cũng hòa nhã. Và đặc biệt là buổi chiều là chơi thể thao rất là nhiều. Một số thì tham gia đội nhóm, một số thì tham gia học bài. Các bạn thấy cái chỗ mà bọc bạc màu xanh này á, là cái chỗ người ta xây dựng cho những công dân ở đây. Họ có nhu cầu họ tắm bên ngoài, tại vì ở trong nhà vệ sinh á, nhà tắm á, thì chỉ có một thôi. Tức là hai phòng là chỉ có một nhà tắm và một nhà vệ sinh. Do đó 12 người là phải xe một phòng nhà tắm, một phòng vệ sinh. Do đó nhiều khi là bị kẹt. Thì ở đây là họ xây dựng cái chỗ tắm như thế này. Cả nam cả nữ đều dùng được nha các bạn. Đây, mình chưa tắm đây lần nào. Nơi xả như thế này. Rồi. Giữa cái tâm dịch mà cả nước đang phải chống chọi thì một cái cuộc sống mà mọi người
mọi người đã đáp ứng cho mình từ cái miếng ăn giấc ngủ thì mình cảm thấy là khá là hài lòng, khá là không biết nói gì. Chỗ này là chỗ cái đường để đi tập thể dục, và tới đằng đó thì họ rào lại rồi, họ không cho ra khỏi cái đường này. Đường này là đường cục. Rồi vậy thôi, toàn bộ khu vực sinh hoạt và sinh sống của những người cách ly ở đây là như vậy thôi. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị lên phòng của mình cho các bạn xem nha. Đường vào tòa nhà S04 là ở đây. Chỗ này thì hình như có ai vừa làm đổ nước nên là khá là dơ và trơn. Đây là giải phòng ở dưới, phòng mình trên lầu. Ở mỗi cái hành lang thì họ đều để vài chai cồn như thế này để cho công dân họ dùng để rửa tay thường xuyên. Đó, và cả những cái nước lau nhà ai cần thì ra đây lấy. Đó, và cả bình nước luôn. Mỗi một giải là có vài cái bình nước để cho mọi người ra đây hứng. Rồi đây là mấy bạn ở chung phòng của mình đang ngồi ăn cơm. Hello. Hi. Mấy bạn này là ở Thụy Sĩ về. Rồi mới ăn cơm trưa xong. Rồi, đây là phòng. 3 giường tầng. Mỗi giường 2 người. Đây là giường của mình. Hơi bừa bộn nha các bạn. Tại vì đồ nhiều quá. Đây. Ở đây là cái ban công để phơi đồ. Và đây là cái nhà tắm. Hai phòng xe một nhà tắm. Vô coi nhà tắm luôn. Nhà tắm thì cơ bản vậy thôi. Có chỗ treo, có những cái xô đựng rác, rồi xà phòng, rồi thao, rồi xong cơ bản đây thôi. Bên này là nhà vệ sinh. Nhà tắm và nhà vệ sinh đều không có chốt ở trong nha. Đây, nhà vệ sinh. Không có chốt nên là phải dùng cái miếng gỗ dưới để chặn lại, mỗi khi đi thì phải chặn lại. Chứ không mà đang đi mà có người vào thì xỉu à. Khi đến thì mình đã mất khá nhiều thời gian để thích nghi. Hiện tại thì mình đã ở được 5 ngày rồi và dần dần mình đã quen dần với cuộc sống ở đây. Mọi người là kiểu rất là gặp nhau, bạn bè kiểu rất là vui vẻ, không khí ở đây rất là tốt. Nói chung là em cực kỳ thích, nhưng mà em vẫn mong là em được.